cái nhạc anh chị em ơi. Mộng nhiều không con, phải cố gắng nha. Mộng như hột gạo luôn á. Phúc ở quận mấy con? Này luôn. Quận Gò Vấp luôn hả? Cố lên xíu nha. Nhà con dùng sữa rửa mặt loại gì? Không xài sữa rửa mặt. Không xài sữa rửa mặt không hả? Da con giàu nhờ vậy cũng phải xài sữa rửa mặt chứ. Không xài sữa rửa mặt sao nó sạch? Ráng chịu khó xíu nha.
mấy cái mụn ẩn để lâu đó, nó bị viêm đây nè. Đang sửa. Con bình thường. Con bình thường hả? Không, bình thường. Không ổn. Ý là con đang ổn đúng không? Chắc ổn. Chắc là vậy. Lên cho bồ chứ. Không phải chứ sao con, của chủ đau à. Ok, xin lỗi.
Rồi, nhiêu đây? Nhìn nghiêng qua đây Phúc. Nó rộng tới nhà. Mấy cục này ở nhà có khảy đúng không? Có. Ừ? Có. Ừ. Ok.